Ủa chị Thắm, tôi không có nhiều thời gian với cậu. Cậu nói đi, anh đâu không đâu? Tôi đâu có biết đâu. Cậu đừng có xạo nữa. Cậu không biết thì ai biết nữa. Một tuần nay rồi tôi liên lạc với chồng tôi không được. Tôi nói tôi không biết thiệt, tôi cũng đang là người lo cho ảnh đây nè. Hay là... Trời ơi, kinh khủng quá. Không lẽ chính cậu là người giết chồng tôi? Cái gì? Chị nói gì chị Thắm? Anh Đông chết rồi hả? Không, chị là người giết anh ấy đúng không? Không thể nào. Tại sao tôi là vợ ảnh mà tôi lại đi giết ảnh? Chỉ có cậu, chính cậu là người giết chồng tôi. Tôi khẳng định với chị là tôi không có giết anh Đông. Chính chị là người giết anh Đông rồi chị đổ thừa cho tôi. Chị ghen tuông cho nên chị giết anh Đông đúng không? Không. Tôi có ba điều muốn chia sẻ cùng bạn. Thứ nhất, tôi sống sót sau một tai nạn vào năm 15 tuổi. Tôi sống một mình. Thứ hai, sau tai nạn lần đó, tôi bị mắc một chứng bệnh lạ. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều quên hết những gì xảy ra vào ngày hôm qua. Và để khắc phục điều đó, lúc nào bên tôi cũng có một cuốn sổ to như thế này, để ghi chép lại những gì xảy ra trong ngày, để không bị quên. Thứ ba, tôi đang cố lục lại trí nhớ trong cuốn sổ này để tìm ra người yêu của tôi. Anh ta mất tích mấy ngày nay. Anh Đông ơi! Anh Đông ơi! Anh Đông ơi! Lấy anh có sô đậu xanh đi. Dạ dạ. Dạ đây của anh 10.000. Cái này có 10.000, anh đưa em tờ 200. Em không biết, sáng giờ em chưa có bán nhiều nên không có tiền thối. Giờ mà giờ đi đổi chắc bị chửi chết luôn á. Giờ tôi cũng hết tiền lẻ rồi, thì cậu cứ giữ đó đi, rồi bữa nào tôi ghé mua thì tính tiếp. Anh ơi! Dạ anh ơi, mua giùm em có xôi. Trời, ai mà đi nhậu với xôi cô, đi chỗ khác bán. Anh mua giùm em có xôi, tại vì giờ cũng trễ rồi đó, anh mua giùm em có xôi nha. Ủa, thằng bán xôi. Ủa, anh biết tôi hả? Trời, sao mày quên khôn với mày. Bữa mua xôi của mày, đưa 200.000, để bữa sau quay lại lấy đó. À, tôi nhớ rồi. Ủa mà sao bữa giờ anh không ghé mua xôi? À, tại anh không có tiền để ghé đường đó. Ồ, bữa nay xuế sao mà bán tới khuya vậy? Dạ không có, tại vì em muốn kiếm thêm á. Gặp anh mày là mày vô mánh rồi đó. Ủa gì hả? Thôi xuống nhậu lát anh mua hết cho. Nữa hả? Thèm soi vậy hả? Thôi, anh đừng uống nữa, anh sai lắm rồi đó. Trời, mời cái máy xì à.
Say gì mà say? Bộ em không đủ tiền sống hay sao mà đi bán thêm buổi tối nữa vậy? Bộ em cần nhiều tiền lắm hả? Tôi muốn tự mình kiếm thật nhiều tiền để tôi làm một việc rất quan trọng. Thế bây giờ em kiếm được nhiều tiền chưa? Chưa. Tại sao? Tôi có cái chứng bệnh đó, là sao mỗi đêm ngủ dậy rồi tôi quên hết mọi thứ rồi. Trời, bệnh gì kỳ vậy? Bộ em bị cái vàng cắn chạy nọc hả? Không, tôi bị tai nạn năm 15 tuổi á, xong rồi trí nhớ của tôi bị giảm. Sao mỗi đêm ngủ dậy tôi lại quên hết mọi thứ của ngày hôm trước? Ủa, thì để khắc phục nó thì em làm như thế nào? Thì đơn giản thôi. Thì trước khi ngủ tôi ghi chép tất cả những gì xảy ra trong ngày vào trong một cuốn sổ, để khi sáng dậy tôi không quên những gì mình làm trong quá khứ. Trời, nghe như phim Mỹ vậy. Ừ. Vậy thì liên quan gì tới việc em kiếm nhiều tiền? Ừ, có chứ. Cứ mỗi lần tôi kiếm được đủ tiền á, thì tôi lại quên nó, sử dụng vào một cái gì khác. Thế là mãi tôi chẳng để dành được tiền. Thôi, vô. Vô. Rồi sao nữa? Cái số tôi nó xui sao á. Hết nằm viện nè, rồi xong phải đóng tiền điện nè, tiền nhà nè, rồi bị mất xe nữa. Ghét rồi á, bao nhiêu thứ tiền phải chi. Không bao giờ tôi để dành tiền được. Rồi, chuyện quan trọng mày muốn làm là cái gì? Quên mất tiêu rồi. Nào nhớ tôi kể anh nghe. Cái thằng này, lỡ sáng mai mày ngủ dậy mày quên anh mày luôn rồi sao? Không chừng quên thiệt á. Tôi nói rồi, tôi bị chứng bệnh á, quên hết mọi thứ sau khi ngủ dậy mà. Vậy hôm nay em về nhớ ghi lại cái buổi nhậu này nha. Không chừng sáng quên anh luôn đó. Ừ, tất nhiên rồi. 12:45 khuya. Đó là lần thứ hai tôi gặp lại anh tại gia thèm xối. Tôi ngồi nhậu cùng anh đến 2 giờ sáng. Sau đó tôi về nhà tôi và anh ta về nhà anh ta. Ai ăn xôi không? Ai ăn xôi không? Em ơi, cho anh gói xôi đi. Dạ. Trời, có thấy xôi đâu. Cái chảo xôi cũng không có nữa. Vậy mà đứng trước nhà tôi rao bán nãy giờ. Ừ, còn được một gói xôi giòn. Đâu? Trời trời, xôi mà chú để trong túi quần vậy hả? Nãy trời nó mưa cho nên là em bỏ vô đây. Em cho nó nóng sợ nó nguội. Lần sau á thì để vô tiêu giùm anh, nghe chưa? Dạ. Ê Phúc. Dạ. Có rảnh không cu? Chở anh đi vòng đi, lâu rồi không có đi dạo mát. Thích thì lên rồi nghe. 23:40. Tôi chở cái anh đại gia thèm xôi trên chiếc xe bán xôi của mình. Tự nhiên chạy trúng ngay ổ voi. Anh chồm lên ôm tôi, nhưng tôi không có chống cự. Tự nhiên tôi thích cái cảm giác đó. Nó giống cái cảm giác năm xưa của tôi với một người. 1 giờ sáng, tôi chở đại gia về nhà. Tôi cũng về nhà, mà tôi chợt nhớ ra là vẫn chưa nhớ ra tên của đại gia đó là gì. Giờ đó là khoảng thời gian hạnh phúc khi tôi biết anh đại gia thèm xôi đó. Đến một ngày, tôi và anh đại gia thèm xôi hôn nhau. Tôi thích ảnh. Vô đi em.
Ủa anh ở đây với ai? Anh ở đây với gia đình thôi. Ờ. Rồi họ đi đâu hết rồi? Họ về quê hết rồi em. Bây giờ anh ở đây một mình à? Thôi, em đi tắm đi. Dạ. Chạy đi em, trễ rồi. Mấy giờ rồi anh? 8 giờ rồi. Bộ hôm nay anh không đi làm hả? Hôm nay chủ nhật, làm gì mà làm. Em quên luôn, hôm nay em cũng không đi làm. Trong buôn bán mà cái tay đẹp chứ con gái gì ha. Anh nắm tay con gái rồi hả? Anh đeo nhẫn đính hôn? Ủa gì là anh đã có? Anh có vợ rồi. Cũng gần 3 năm rồi em. Vậy sao anh còn tìm đến tôi nữa? Vì em làm chuyện đó giỏi hơn vợ anh. Ủa? Vậy chiếc nhẫn của anh đâu rồi? Anh cất trong túi quần rồi. Ít ra khi anh còn dạy bên tôi, anh còn ý tứ cất cái gia đình của anh vô túi quần. Anh Đông. Anh Đông. Sao em trốn anh? Em sợ em là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của anh. Không phải là em, mà là anh. Chính anh phá tan nát cái gia đình của anh. Em nói thật đi, em có thương anh không? Chắc có. Nếu mà thương anh á, em giúp anh làm chuyện này nha. Chuyện gì? Thật ra thì anh bị vô sinh, anh không có thể sinh con được. Rồi giờ anh biết chuyện này chưa? Chưa. Rồi em giúp được gì cho anh? Thì em xin con giùm anh. Đồ chó, đồ bệnh hoạn. Mày mà còn gian dối với chồng tao nữa ha, thì tao quýnh mày chết nha. Mày đi ra đây cho tao. Đi ra đây với tao. Mau lên. Đi ra đây. Bỏ nha. Bỏ cái tội cướp chồng mày nghe chưa. Chị làm cái gì vậy? Để tao cho mày biết là tao làm cái gì nè. Đi
thì chết đi. Mày chết đi, thứ bộ bệnh hoạn. Giờ anh đến tìm em rồi có nói gì không? Cô ấy có mắng nhiếc hay đánh đập gì em không? Em nghĩ anh nên về với vợ anh thì sẽ tốt hơn. Thắm là một người phụ nữ rất là cao thượng. Thắm rất yêu thương anh. Ban đầu em cứ nghĩ là cô ấy sẽ cho em một trận vì cái tội giật chồng, nhưng cô ta đã làm cho em khóc. Tôi nghĩ là hơn ai khác, cậu là người hiểu rõ nhất về thân phận đàn bà. Đàn bà ai cũng mong có một gia đình hạnh phúc, nhưng đó không phải là hạnh phúc được cướp từ tay của một người khác. Nếu mà anh Đông ở bên nhà cậu khuya quá thì tốt nhất cậu làm ơn giữ ảnh ở tới sáng luôn giùm. Đừng có cho ảnh về khuya, nguy hiểm lắm. Mà khi về tới nhà cũng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, và kể cả đứa con trong bụng nữa. Tôi xin lỗi chị. Nếu cậu không vì tôi hoặc là vì anh Đông thì cậu cũng là vì đứa bé trong bụng tôi. Hãy cho nó được hạnh phúc khi vừa chào đời. Thôi anh về với Thắm đi, cô ta sắp tới ngày sinh nở rồi đó. Về ráng mà lo cho con tôi. Anh là một thằng đàn ông hèn phải không em? Ngay cả việc danh dự nhất của một thằng đàn ông mà anh cũng không làm được nữa, lại phải nhờ tới em, anh cảm thấy xấu hổ lắm. Anh không cần phải nói gì nữa đâu. Bây giờ tôi đã giành được số tiền mà tôi cần. Tôi sẽ làm công việc mà tôi ấp ủ bao lâu nay. Chị Thắm, chị có sao không? Chị, chưa đủ tháng mà không biết mấy hôm nay sao đau bụng hoài à? Trời ơi, anh Đông đâu xong đưa chị đi khám. Ảnh đi làm tối ngày em. Trời ơi, có bầu có bì á, làm cái gì cũng phải cẩn thận xíu. Chứ để nó ảnh hưởng tới con của anh Đông á thì sẽ không có tốt. Alo, anh giữ cuốn nhật ký của em hả? Chị Thắm đâu? Thắm đi sanh rồi em. Sao anh còn ngồi đây mà không vô với chị? Anh đã làm gì cuốn nhật ký của tôi? Anh xin lỗi em. Anh còn vợ con của anh. Anh không muốn mất gia đình vì chứng bệnh vô sinh của anh được. Khi biết được em bị mất chứng quên sạch ký ức sau mỗi đêm thức dậy, anh đã lên kế hoạch. Anh đến với em tất cả những gì muốn. Em ngủ với vợ anh, xin hộ cho anh một đứa con. Và giờ em đã xong việc rồi. Anh đã xé phần ký ức về khoảng thời gian mà chúng ta gặp nhau. Sáng hôm sau thôi,
thì em sẽ không còn nhớ gì. Về việc anh và em đã gặp nhau và em đã từng ngủ với vợ anh. Tại sao anh lại đối xử với tôi vậy hả? Anh là thằng khốn nạn nhất mà tôi từng biết đó. Rồi em sẽ quên sạch ký ức vợ bên anh thôi. Anh tìm em, tìm trong những ngón tay đan vào nhau, tìm trong quán vắng liêu xiêu trời mưa ướt con đường xưa. Anh tìm em, tìm trong ký ức mong manh ngày xanh, tìm trong nước mắt cô đơn trọn đời này khóc không nhiều lần. Cho người được quên tháng năm cùng anh hẹn hò, để cho trái tim còn nơi đồng đầy bằng niềm khát khao một tình yêu mới. Người ra đi nhớ em nhớ thật nhiều, nhưng không trách em về bên một người, vì khi đã yêu là không bao giờ phải nói I'm sorry. Chẳng có thời gian để yêu, thôi thì mình cứ thương nhau để đó. Một tuần nay rồi tôi liên lạc với chồng tôi không được. Tôi nói tôi không biết thiệt, tôi cũng đang là người đó cho ảnh đây nè. Người ta vẫn nói yêu đi rồi không, vì ai rồi cũng khác phải không người, nên ta đành mỉm cười cho qua thế mà. Anh nghĩ anh có lỗi với em nhiều lắm. Anh biết em mắc chứng bệnh quên sạch ký ức, nên anh dùng em để làm việc đó cho anh. Giờ xong việc, anh không muốn chúng ta tràn được, nên anh sẽ đi một nơi thật xa. Một tình yêu mới, người xa đi nhớ em nhớ thật nhiều, nhưng không trách em về bên một người, vì khi đã yêu là không bao giờ phải nói I'm sorry. Thật nhiều, nhưng không trách em về bên một người, vì khi đã yêu là không bao giờ phải nói I'm sorry. Số em đúng xui luôn. Lâu lâu ra đường đi làm, gặp ngay với bọn dân phòng. Vậy tối em ngủ lại đây đi.